Chào mừng các bạn đã quay trở lại với tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Mình là Đinh Phúc và hiện tại thì mình đang có mặt trong phòng nghe của Anh Duy Audio tại triển lãm Việt Nam Hair & Show năm 2022 ở thành phố Hồ Chí Minh. Âm thanh đầy thuyết phục, nghe như thấy là có thật. Và thực sự thì nghe như thấy là có thật là như thế nào thì mời mọi người chúng ta hãy cùng đến với nhân vật chính ngày hôm nay. Đó chính là clip Jubilee phiên bản 75 năm kỷ niệm. Và đây sẽ là đôi loa chủ đạo mà Anh Duy Audio sẽ trình diễn cho mọi người vào ngày mai. Đó là ngày khai mạc của Việt Nam Hair & Show năm 2022. Nhưng mà bây giờ thì mình đã đột nhập vào đây rồi, mình sẽ giới thiệu cho mọi người sơ qua về mẫu loa vô cùng ấn tượng, vô cùng đặc biệt này nhé. Thì mọi người nhìn kỹ hơn một tí xíu nữa, ở đây chúng ta có một cái mẫu loa rất là to, rất là đồ sộ. Và nếu như mà mọi người nhìn thoáng qua thì mọi người sẽ thấy là nó trông giống như là những cái món đồ mỹ nghệ, đồ trang trí, đồ gỗ rất là đẹp. Và chúng ta sẽ có một mẫu loa, mẫu loa cột, hai đường tiếng và có một phần vỏ thùng loa bên ngoài được phủ một lớp gỗ tích như thế này, rất là đẹp. Và cùng với đó thì nó sẽ tương phản cái phần màu gỗ này với cái lớp e căng da cừu ở đây, là một lớp e căng màu kem cũng rất là đẹp luôn. Và khi mà mình mở cái phần e căng này ra thì ở bên trong sẽ là phần củ loa woofer ở trên đây. Đấy, và đây là họng kèn của loa tweeter và đây là họng kèn của loa woofer. Thì clip Jubilee phiên bản kỷ niệm 75 năm là một sản phẩm cuối cùng của ông Paul W. Clips, người sáng lập ra thương hiệu Clips và được làm trực tiếp tại Hope, Arkansas của Mỹ. Và như mình cũng biết thì ban đầu theo cái ý định của Paul W. Clips thì ông muốn làm ra một cái mẫu loa được gọi là fully horn loaded, có nghĩa là hoàn toàn sử dụng họng kèn thôi. Đấy, và đây cũng là một mẫu loa thì cũng được thừa hưởng lại từ cái dòng huyền thoại đó là Clips Horn. Ở đây thì mình sẽ giới thiệu cho mọi người một vài những cái nét về hệ thống driver. Thì chúng ta có một cái củ loa tweeter ở đây với đường kính rất là lớn, 17,78cm, và được đặt trong một cái họng kèn. Đây, thì khi mọi người thấy một cái phần họng kèn rất là lớn thì để làm gì? Thì như phần đầu mình đã giới thiệu cho mọi người, đây là một mẫu loa chỉ có hai đường tiếng thôi. Tức là chúng ta sẽ có dãy cao được đảm nhận bởi tweeter và có dãy trầm được đảm nhận bởi woofer ở bên dưới, hai củ loa woofer. Đường kính là 30,48cm và chúng ta sẽ không có dãy mid. Và lý do vì sao không có dãy mid thì ở đây giải thích rằng là ông Paul W. Clips, khi mà ông ta làm ra cái mẫu Jubilee này thì ông đã hướng đến một cái điều, đó chính là ông sử dụng một cái củ loa tweeter có một cái đường kính rất là lớn. Điều thứ hai nữa đó chính là cái việc mà ông sử dụng cái bộ phân tần, cái bộ DSP ở bên trong rất là hiệu quả. Và kể từ đó thì nó giúp cho cái dãy tweeter của chúng ta có một cái độ mở tần số nó rộng hơn. Và cái cuối cùng là khi mà được đặt vào trong một cái họng kèn có một cái kích thước vô cùng hợp lý như thế này thì mọi người sẽ thấy rằng là chúng ta có được một cái tiếng mid nó đẹp hơn. Và cùng với đó thì khi mà nó kết hợp với lại cái tiếng chép ở trên đây thì nó quyện lại được với nhau, nó có cái độ hòa hợp hơn rất nhiều. Và đó là lý do vì sao mà chúng ta không có dãy mid ở đây và chỉ có hai đường tiếng thôi, nhưng mà chúng ta vẫn có thể nghe được toàn dãy rất là đẹp, rất là rõ. Và ở phía bên dưới thì đây cũng là một cái chi tiết rất là đặc biệt. Thì ở bên dưới sẽ có hai cái củ loa woofer với đường kính là 30,48cm và sẽ được đặt trong một cái họng kèn. Và ở đây thì mọi người sẽ thấy rằng là cái họng kèn nó sẽ như thế này thôi, nhưng mà nếu như mọi người nhìn về cái hình mà hình mặt cắt ở bên trong thì mọi người thấy là ở phía bên trong đây nó còn một cái lớp gấp khúc nữa. Và cái phần lớp gấp khúc ở bên trong này thì nó sẽ giúp cho cái việc gọi là triệt tiêu những cái nhiễu khi mà cái củ loa hoạt động. Thêm một cái chi tiết nữa cũng khá là thú vị, thì với cái con số 75 ở đây là được làm bằng kim cương 2mm, rất là đẹp. Đúng. Và về ngoại hình bên ngoài thì như mình đã nói, được phủ một lớp gỗ tích rất là đẹp mắt. Và ở phía đằng sau thì khi mọi người đi ra phía đằng sau, mọi người thấy là đây, đây là cái bộ phân tần ở phía đằng sau được làm rất là gọn, rất là đẹp hết luôn. Và phối ghép cùng với lại mẫu clip Jubilee phiên bản kỷ niệm 75 năm của chúng ta ở đây thì sẽ có âm ly bán dẫn AccuFace M6200
Và bên cạnh nữa thì cái giải cao sẽ được đảm nhận bởi một cái âm ly đen đến từ Unison Research có tên là Performance. Còn bộ nguồn thì sẽ thuộc về Sony Audio. Và đó là tất cả những thông tin về cấu hình mà hiện tại anh Duy Audio đang sử dụng để phối ghép cùng với lại clip Jubilee phiên bản kỷ niệm 75 năm. Và nếu như mà mọi người muốn trải nghiệm clip Jubilee phiên bản 75 năm thì mọi người có thể đến với Việt Nam Hair & Show 2022. Và triển lãm này sẽ được tổ chức liên tục trong 3 ngày 22, 23 và 24 từ 9 giờ cho đến 18 giờ cùng ngày. Rất là cảm ơn mọi người đã xem video đến đây. Thì nếu như mọi người có ý kiến, bình luận hay là mọi người có muốn hỏi thêm gì về mẫu loa clip Jubilee này thì hãy bình luận ở phía bên dưới nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.